Đây các bạn cán bộ đoàn chuẩn bị. À, Mai ơi, mình như đây là bao nhiêu kg hoa chuối của bà con U Minh Thượng vậy em? 200 kg hoa chuối của bà con U Minh Thượng. Đó, do sự vận động của chị Quỳnh Mai gửi tặng chúc mừng bà con vùng phong tỏa xã Đông Hòa hôm nay đã được dỡ bỏ. Đây là món quà tặng chúc mừng bà con. Đẹp quá. Đây đẹp. Cho mọi người coi. Hoa chuối vùng U Minh Thượng. Cảm ơn bà con U Minh Thượng rất là nhiều. Rồi có hai đứa em rồi, làm sao mình chở hết được nè. À, chút xíu nữa sẽ có một số bạn nữa đến hỗ trợ mình phải không? Mình có tính được là 200kg này bao nhiêu bắp không Quỳnh Mai? Tụi em có ước lượng được bao nhiêu bắp không? Một bắp 1kg. Bà chợ xã Đông Hòa mình có cái khu phong tỏa, mình có bao nhiêu hộ em ha? Em biết không? Nhiều lắm đúng không? Thôi bây giờ cố gắng mình chia cho đều em nha. Tiếp tục. Vận chuyển viên trực thuộc huyện đoàn huyện An Minh. Chua lắm nha, chua lắm đó. 1, 2, 3, 4, 5 đó. Để biết sao cột lại kìa, anh chở cho một bao. Làm sao mày đổ cái này nó rớt không nha. À có dây chằng là ok. Có dây chằng là ok. Từ đây mà mình về xã Đông Hòa là đi bao nhiêu cây số ta? 11 cây, 12 cây. Bây giờ mình tập trung ở đâu? Tại đâu? Nghe bị bán xạ hả? Cẩn thận nha cưng. Ở đây là khu phong tỏa đúng không? Nhưng mà bây giờ là giờ phong tỏa rồi, bà con thoải mái rồi. Không có bán mà tặng cho mọi người ít bắp chuối ăn. Dạ, của bà con U Minh Thượng gửi nha. Vậy hả? Rồi cảm xúc như thế nào đây? Vui không? Vui không? Không, ý muốn hỏi là bây giờ không có còn là khu phong tỏa nữa thì bà con có vui không? Dạ.
Rồi mình để phía dưới kêu cô ra lấy hả? Rồi nha, bye bye nha. Giữ gìn sức khỏe nha cô, cẩn thận nha. Nhớ đeo khẩu trang ra ngoài, nhớ đeo khẩu trang vô. Tức là mình cũng gỡ cái biển đó ra đúng không? Gỡ biển đúng không? Mình phải gỡ biển đúng không? Hết cái thời gian cách ly là mình gỡ biển ra. Đâu này? Không có bán, cái này là của bà con U Minh Thượng tặng cho bà con Đông Hòa. Bữa giờ ăn kho quẹt hả cô? Dạ. Ba ơi, đây là bắp chuối của bà con U Minh Thượng gửi tặng cho bà con mình đó. Bà có gửi lời cảm ơn với bà con U Minh Thượng không? Dạ. Rồi chúc bà có nhiều sức khỏe nha. Mình nhớ đeo khẩu trang ra ngoài đường nha. Dạ. Dạ 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 dạ. Dạ dạ. Thank you.